Mình là Vũt Lan Phương. Спасибо большое, спасибо. MC của Super Junior có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng? Jake. Một số. Tiếng Anh này, hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Tiếng Pháp là bonjour. Je m'appelle Lan Phương, merci beaucoup. Tiếng Nhật là konnichiwa, watashiwa Phương desu. Yoroshiku onegaishimasu. Tiếng Trung, ni hao ma, wo shi Phương, xie xia. Tiếng Liên Xô, tiếng Drasviche. Спасибо. Меня зовут Lan Phương. Спасибо большое, спасибо. Oh. Tiếng một tí thôi, mỗi thứ một tí thôi. Tiếng Đức là Danke schön. Danke schön. Ich liebe dich. Chị ơi, bây giờ em muốn nói là you are so pretty. Bằng tiếng Pháp thì nói thế nào chị? Tu es belle. Tu es belle. Tu es belle. Lý do chị nhận lời làm MC của Super Junior là gì ạ? Thứ nhất là Phương thích tiếng Anh và Phương rất thích trẻ con. Thật sự rất là thích trẻ con. Và tiếp nữa là Phương cũng muốn thử thách mình. Bởi vì là Phương biết khi mà Phương làm MC thì Phương sẽ phải buộc mình rèn luyện một số các kỹ năng mà Phương không làm tốt, trước đây không tốt. Ví dụ như là giọng nói này, tốc độ này, nhịp độ này, nhấn nhá ngừng nghỉ này. Rồi cả cái việc là mình phải làm cách nào đó để giữ giọng, để cho mình có thể nói rất nhiều nhưng mà lại không bị mệt. Thì tất cả những kỹ năng đó Phương chưa có hoặc là chưa ý thức để giữ được trước khi Phương làm MC. Nên là nhờ Super Junior, Phương cũng đã cải thiện được rất là nhiều các vấn đề của mình. Ngoài ra thì Phương được thể hiện, Phương được gần gũi với các con, Phương được nói chuyện, được hiểu các con. Và đó là một trong những điều khiến cho Phương rất thích tham gia Super Junior. Vậy thì chị có những lời nào muốn gửi gắm tới các bạn thí sinh của Super Junior cũng như là những bạn nhỏ đang theo dõi chương trình của mình không ạ? Phương nghĩ là các bạn nhỏ hiện tại rất là thông minh, các con có một khả năng học cũng rất là nhanh. Và điều quan trọng là nếu bố mẹ và thầy cô giúp cho các con cảm thấy thoải mái, thư giãn và cho con một cái phương pháp đúng thì các bé sẽ học cực kỳ nhanh và chúng ta sẽ luôn luôn bất ngờ về khả năng của các con. Hẹn gặp lại mọi người ở trong các tập tiếp theo của Super Junior. Bye bye. See you. Miss Law Junior, English for the future.